Đó, đi vậy đó. Em dáng đứng bên đè ở bên đè rồi. Đang có thằng thôi đi đó, đi lùm cụm lại về đi chứ. Đấy, cho nó à, đó rồi. Đi cái đó là dễ chịu, dễ chịu, nhưng mà nó nghe đau cái lưng đúng không? Đó, không cũng không vậy, đi chừng vài bước chứ mà đi như thế này là nó lại cũng đâu lại. Đâu lại à, rồi cứ đi đi kệ đó. Để con mình làm kiểu đi sau này không còn nữa. Suốt luôn á, coi trên YouTube đó, cái gì thì bác đưa ra cứ tập tập tập, trúng thì trúng hay không thì cũng cứ tập. Tại vì cũng chuẩn bị tinh thần là suốt sẽ bắt bác như thế này là sợ đau quá. Dạ, cũng tập lắm. Rồi, xích ra lên chút xíu, đây là đó, chỉ cái đỉnh đường nhắc thôi nhắc ha. Để vô đây. Cái ghê quá. Để bảo vệ cái chỗ xương của bạn. Rồi, cô nhớ ngủ bồi tâm tinh nha. Ngủ bồi tâm tinh mai lúc mình được không? Bây giờ tôi hỏi thiệt cô nha. Dạ. Bây giờ tôi bấm cho cô xong cái này, cô có tự tin là cô chạy được không? Dạ tin thầy. Tôi đi hồi nãy đều được đó thầy. Mọi người thấy nghe chữ tự tin ha. Tự tin là hết. Đấy, cái đó quan trọng là tự tin. Tại vì cô này cô tin là thầy làm cho cổ được. Dạ. Chứ còn thiệt ra không phải tại thầy mà tại cổ tin cô. Trời ơi. Cái con nghĩ này nè thầy. Sao? Ở nhà trật cổ tay thì sửa cổ tay. Trật khớp chân thì sửa khớp chân. Trật khớp lưng thì sửa khớp lưng. Khớp mới thì đè ra mổ. Đó, con nghĩ vậy á. Đúng không? Dạ. Đúng rồi. Thiệt mà. Đừng ăn thiết tôi nè. Ừ, ai mổ cũng sợ. Nếu mà không mổ được thì đỡ chút nhiều. Rồi, đi tê tê. Đi tê tê. Không còn tiền muộn nữa. Hồi nãy là riêng cái đau cũ thôi, không có gì. Hồi nãy là vô nữa. Đi vậy, rồi, bây giờ chạy được rồi. Bây giờ có hết thảy rồi đó. Thầy khó rồi thầy ơi. Rồi. Chạy đi, cứ chạy nhanh đi rồi. Hốt đi anh em, chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài. Phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918 133 635, Hà Nội 0326 811 258. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858002299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832186688 hoặc 0983581652.